Rồi. Xin chào tất cả anh em. Thì sáng nay mình có đăng clip lên thì cũng có mấy anh em hỏi về kích thước cái xe trong nhà yến của mình và kích thước cái chân như thế nào để cho mà khi mà một mình đi vào nhà yến, ví dụ mình trèo lên trèo xuống nó không bị ngã, không bị này kia, nói chung là cái thước đó nó an toàn. Thì ba thẳng cho mình cái thước này thì nói chung là thật sự mà nói là trước giờ nhà yến nào mỗi sàn nhà yến cũng có một cái ghế như này để mà thứ nhất là mình bảo trì lo ăn, thứ hai nữa là mình khai thác đậu yến. Ok anh em ha. Tốt nhất thì nói chung là mình nghĩ thì làm sách chuông sách tròn này kia, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu là kích thước của một cái xe nó đúng tiêu chuẩn khi mình lên xuống này, mình lên xuống này anh em ạ, một mặt này không bị cắt rớt. Ok anh em ha, không bị cắt rớt. Chứ nhiều lúc mình đi sửa chữa nhiều nhà chim á, mình thấy có nhiều cái ghế người ta thiết kế mình khi mà lên xuống như này đó, lên xuống này không an toàn, mà lúc lên xuống mình nặng cho mình về. Ok anh em á, thì sẵn đây mình đo cái thước trung chuẩn cho anh em luôn đó. Ví dụ đây là 1m25 đi anh em, đúng tim luôn. 1m25 này đúng tim luôn nè. Ok ha, 1m25 ha. Nói chung mà vuông là mình nghĩ 1m25 luôn này. Anh em, vuông là 1m25. Ok anh em ha. Đó, kích thước này á, đôi lúc á, nó còn phụ thuộc vào cái cửa ra vô của nhà chim mình nữa. Có những cái thước này, đó, mình kéo này. Đó, 1m25 anh em này. Nói là cái lúc người ta thiết kế phụ thuộc vào cái cửa ra vào của nhà chim ha, cửa ra vào cho các phòng của nhà chim này đó, để kéo nó ra rồi nó hợp lệ hơn ha. Và đặc biệt kích thước này nè, thì nói chung là mình làm sao là vuông cái chân đó, nó vuông là 1m25 đúng tim luôn. Cái vuông này thì anh em có thiết kế như vậy thì mình lên xuống cái này thấy không, lên xuống này rất là chắc chắn, nó không bị cắt rớt. Ok anh em ha. Thì ở đây là 1 đấu 2 đấu 3 đấu 4 đấu 5 đấu 6 đấu gì đó, và cái thước chiều cao này nó phụ thuộc chiều cao cộng đồng của mỗi nhà. Ok anh em ha. Nhưng mà trên cơ bản cái chân này á là 1m25 vuông thì nó không bị cắt rớt, nó không bị té. Ok anh em ha. Đặc biệt cái xe này là cái chân này khi mình hàng xuống á, mình hàng cái băng mã ở dưới á, nếu mà mình hàng cái chân này mình hàng cái chân này mình thường xuyên mình cắt dầu mỡ này kia thì nó ok, mình kéo nó rất là nhẹ. Mình ở trên nhà chim á, mình có thể mình nắm gỗ mình đi thì cái chân này nó rất là nhẹ, có thể đi anh em ha. Và mình phải hàng cái băng mã này anh em ơi, đó bằng bộ lon luôn anh em ha. Này kia thì mình nghĩ nó đắt chắc chắn luôn. Ok anh em ha, chứ anh em là đừng có hàng trực tiếp vô, mình hàng trực tiếp vô sau này ví dụ cái bánh xe nó hư này kia thì mình mở cái bộ lon ra thì mình thay nó dễ dàng hơn. Ok 500 anh em ha. Còn ở đây thì ở trên thì nói chung là ba nói là cái chân á là 1m25 và nó phụ thuộc vào cái cửa ra vô của nhà chim. Khi mình kéo cái xe ra vô được. Ok anh em ha. Còn trên đây chúng ta là cái gì nữa anh em ơi, là cái gì thế này, khi mình lên nhà chim đúng không, khi mình lên nhà chim thì nói chung là nó không có bị cắt rớ, và đặc biệt mình bỏ yến bỏ này kia lên thì nó không bị đổ anh em ha. Mà cái sao mà tùy thuộc vào cái chiều cao thông thường của mỗi nhà, chứ sao mình để dày này, mình để dày mình khai thác được rồi. Chứ có cao quá này, cao quá này đó, đôi lúc mình dính cái tay nó rất là mỏi tay luôn. Ok anh em thấy không đó, cái chân của chân này là anh em nhớ là 1m25, còn chiều cao á là phụ thuộc vào chiều cao của mỗi nhà kim. Ok anh em ha. Nhưng mà cái chân 1m25 trên cơ bản thì khi mình đứng lên mình nó không bị cắt rớt. Ok anh em ha. Đó, hôm nay bác em hỏi thì mình làm cái video mình giới thiệu cho anh em luôn. Và mình nghĩ trong cái khung này thì nghĩ giờ không mình dung hay là không gì cũng được, cái mình chọn vậy chúng ta nên sơn, tại vì ở trong môi trường nhà yến thì nói chung là độ ẩm mà biết rồi đó, độ ẩm nó rất là cao, rất nhiều luôn. Chúng ta nên sơn để nó không bị oxy hóa cái chân của mình. Ok anh em ha, chân này là rất chắc luôn. Ok anh em ha, xin chào anh em.